nghĩ là có người khác nghĩ cho ông cái việc đấy rồi. Rồi thế tốt, cảm ơn anh. À. Không không phải đến nó mình nghĩ nữa. Rồi, ngoài anh em. Ngoài về cả nhà đây. Rượu ngon đấy. Chung vang vang. Để lâu rồi, tao uống rượu. Uống rượu trắng này còn bằng hơn uống rượu màu. Rượu này mới xịn đấy kìa. Rượu này nặng. Hôm qua uống như thế là tới tầm đấy. Quá hẹp say đấy. Tối rượu hết thì cho bác tiêu say. Bốn năm một lít rượu. Say. Ông Tâm mà bảo nói gì thì biết. Hơn đi. Bình thường thì em ba đàn. Ba chai, chai đấy là chai. Ba chai là đập. Bởi vì 4 trong 3 chai là đập. 4 trong 4 chai là cũng căng đấy. Ba chai là vừa. Đến em đến tầm mấy này em không nuốt được nữa rồi. Còn 2 chai là toàn thẻ. Chai cũng ngon. Ba về nói chung là ngủ ngon. Ba chim mẹ em. Qua em có ngày không nghe rằng là chắc có. Bị một tí thôi, chẳng gọi cho cái này. Hôm nay mình hỏi thằng là đi ra gọi em. Hôm nay hỏi thằng là cứ thỉnh thoảng lại có hôm 4 giờ 4 rưỡi sáng lại tính. Hôm nay 4 rưỡi sáng tính lại rồi. Hôm nay hỏi Tuấn. À. Mày tối qua mày ngủ mày thấy anh gáy nghiến răng à? Đúng không? Có anh nghiến răng là anh gáy to lắm. Làm nhân hành này chung. Anh mới chỉ có đặt cơm. Đồ ngon đấy nhỉ? Ở bên này không có không cơm. Cái này là hành để cho vào trần. Để trần hoặc là không tí nữa, nếu mà công thích không thích ăn trần thì công ấy là công lại trộn ở dưới này. Đấy. À, đấy cũng được. Ngon đấy. Mát, ăn rượu mát. Này mắm mặn thì đẹp. Mắm mặn đấy. À nhưng mắm năm ngư. Ăn nó mát. Một tí không cho vào đây thì tôi không cho. Vì đây xua vào nước sóc muối không biết món này món đấy này. Nhìn thế này thôi.